Mến chào cô chú anh chị các bạn yêu dừa bonsai đến với dừa bonsai Đỗ Trung nha. Thì đây mình có cây dừa là một thân hai ngọn nè các bạn, siêu mini, một thân hai ngọn siêu mini. Thân cũ thì nó bằng ngón chân cái thôi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cái dừa còn vỏ này nha các bạn. Mình đang nuôi sau này mình vô cái chậu để mình chơi nha các bạn. Sau này thì mình sẽ vô cái chậu này mình chơi nha các bạn. Đây. Sau này mình sẽ vô cái chậu này mình chơi các bạn nha. Chậu đĩa mini, ok chưa? Quá đẹp luôn ha. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cái yếm này lần đầu tiên để mình làm cây dừa bonsai lùn nhỏ lại nha các bạn. Ok các bạn theo dõi mình làm nha. Thì cái đọt non nó lên tầm khoảng 15-20 các bạn. Đọt non này nè, lên tầm khoảng 15-20 thì mình xử lý là vừa nha các bạn. Thì cây dừa nó sẽ lùn lại nha. Thì hôm nay mình sẽ cưỡi 3 lớp áo giáp đầu tiên cho em ấy, để cho em ấy hót ra ngoài, nó không cao lớn nữa nha cô chú anh chị các bạn. Thì mình làm dừa bonsai thì nó dễ đó các bạn. Mình xử lý cho nó hót áo giáp ra ngoài, hót yếm thì cây dừa nó sẽ lùn lại. Nó lùn lại nó không cao lớn nữa. Thì cây đồ long đao này các bạn yêu thích thì nhắn tin cho mình nha. Thì mình giao lưu, có giao lưu cây đồ long đao này nha các bạn. Thì đây là cái lớp áo giáp của nó nè các bạn. Mình xẻ ra từ miếng nhỏ nha. Đó, mình xẻ từ miếng nhỏ như vậy. Thì mình sẽ lần đầu tiên á, thì lỡ có bị phạm vô cũng không sao nha các bạn. Tại vì cái lá đầu tiên thì có thể mình chưa lấy được đâu các bạn. Thì cũng đừng nên là cho phạm vô nhiều quá. Nếu mà phạm vô nhiều quá thì nó bị dính nước các bạn, nước mưa, đặc biệt nước mưa nha, thì nó sẽ bị úng, bị vi khuẩn tấn công, thì nó sẽ bị hư cái đọt non này nha các bạn. Thì để có cây dừa bonsai mà mình chơi, mình trưng, mình làm quà tặng biếu á các bạn. Nếu mà cây dừa mà đẹp á thì tầm khoảng 8 tháng trở lên nó mới đẹp được nha các bạn. Chứ như 5-6 tháng thì nó chưa có đẹp. Nó chưa đủ điều kiện nha các bạn. 8 tháng trở lên thì nó lúc đó là rễ nè, thân nè, lá nè là nó đủ điều kiện luôn. Thì nó mới đẹp được nha các bạn. Thì theo như phong thủy cây dừa là nó mang lại, nó thu hút tài lộc nha các bạn, thịnh vượng, thành đạt, thành công. Đó thì mình xẻ ra như vậy, mình xẻ ra như vậy thì mình để đây nha các bạn, mình để đây, mình đợi khoảng 5-7 ngày sau. 5-7 ngày sau thì những cái yếm này các bạn nó khô đi là mình bỏ được ha. Mình bỏ để mình nuôi cái đọt non này thành cái lá đầu tiên nha các bạn. Nếu như cái đọt non này mà nó tròn lại thì mình lấy lá đầu tiên mình giữ luôn. Còn nếu như nó dài thì mình sẽ bỏ lá này. Mình chưa lấy lá đầu tiên nha các bạn. Ok, mình vừa chia sẻ xong là xử lý lần đầu tiên đúng thời điểm để làm dừa bonsai. Thì chúc cô chú anh chị các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại. Thân ái xin chào.